Ngày 14 tháng 2, ngày lễ tình nhân, tại một số điểm bán hoa tươi ở thành phố Hồ Chí Minh cho thấy giá hoa hồng 25.000 đồng một cành được bọc trong giấy kiến đơn giản, tăng gấp 5 lần so với ngày thường. Tại tiệm đá bào và cà phê Nhật Bản ở quận Tân Bình, tung ra thực đơn riêng, đồng thời khách hàng có thể mua cả hoa hồng vĩnh cửu với các màu trắng, tím được làm từ sáp thơm để tặng một nửa của mình. Ông Phạm Hoàng Kha, chủ shop hoa Five Flower quận 3 cho biết, sức mua hoa năm nay tăng khoảng 150% so với năm ngoái. Hoa hồng đỏ trong nước tăng 200%, hoa nhập khẩu tăng 50% vì loài hoa này rất được ưa chuộng. Trong khi đó, ông Lý Phú Quý, giám đốc hợp tác xã hoa Đầm Sen, chợ sĩ chợ hoa Đầm Sen quận 11 cho biết, ra Tết đến nay, tình hình tiêu thụ hoa tại chợ không khả quan mấy. Đáng chú ý năm nay hoa hồng nóng Đà Lạt còn bị cạnh tranh bởi hoa hồng lạnh Trung Quốc. Theo đó, hoa hồng hàng lạnh 100.000 đến 120.000 đồng 50 cành, tính ra 2.000 đến 2.400 đồng một cành, so với ngày thường cao hơn 1.000 đến 1.500 đồng một cành. Riêng hoa hồng Đà Lạt nóng đẹp giá chỉ 300.000 đồng 50 cành, nhưng cũng vắng người mua.